Đây trên hình chúng ta thì đây là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. À, thì mẹ nấm này là được kết tội 10 năm tù, tội gọi là chống đối chế độ của nước Việt Nam. Đó thì mình nói như này, thì mẹ nấm này nè cô chú là phản động, ở Việt Nam mình là phản động, nhưng mà khi đi qua nước ngoài á, lại tiếp tục phản động ở nước ngoài, và hiện tại bây giờ á, là đang gọi là lưu vong ở bên nước ngoài, đang tị nạn ở nước ngoài, mà ra qua nước ngoài rồi còn bị qua Mỹ rồi còn bị những người Mỹ chửi. Mà các mẹ nấm này nè cô chú biết sao không, cái tư tưởng phản động rồi, ở Việt Nam nó phản động rồi, qua tới nước Mỹ ăn cơm nước Mỹ, nước Mỹ tài trợ thì lại tiếp tục phản nước Mỹ. Mà phản ai? Phản tổng thống Donald Trump. Thì ở đây có một cái bài viết à, để Minh Tùng đọc cho cô chú coi cái bài viết nè. Thật sự mình biết vụ này lâu rồi. Ở nước ngoài có cái chú cũng lớn tuổi chạy xe hơi, chú chửi mẹ nấm ghê lắm, chửi thứ vong ơn bội nghĩa, thứ ăn cháo đá bát, thứ phản quốc. Ở Việt Nam phản nước xong qua đây phản tiếp. À, để Minh Tùng quay cho cô chú coi coi cái bài viết này nha. Mẹ nấm đây, mình chia sẻ ít phút thôi để cho cô chú thấy rõ cái con mẹ nấm này, nó qua nước Mỹ, nó phản nước Mỹ như thế nào. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Mỹ, bức xúc vì cách ngăn chặn dịch lây lan không hiệu quả của chính phủ Mỹ, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liên tục đăng viết lời bình trên trang cá nhân công kích tổng thống Mỹ Donald Trump, đang đẩy càng nhiều người dân Mỹ về Chúa càng tốt và nước Mỹ vĩ đại không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ. Đó, mọi người thấy không? Ở Việt Nam á thì ở Việt Nam á thì phản quốc á, thì chống đối lại chính sách của nhà nước Việt Nam, qua tới Mỹ thì lại phản nước Mỹ, chống đối lại cái chế độ chính sách của nước Mỹ. Mà ở đây chúng ta thấy là cái chế độ của ông tổng thống Mỹ Donald Trump. Bởi cái nói cái thứ mà ăn rồi phản động là nó đi tới đâu nó phản tới đó. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, tổng thống kêu nhân viên sử dụng khẩu trang, có khác gì Vũ Hán. Ngay lập tức mẹ nấm phải nhận hàng loạt gạch đá tẩy chay, phán xét từ cộng đồng chống cộng xứ Cali và từ chính đồng đội cùng chiến hào trong nước mình. Đi qua Mỹ tưởng ngon hả? Qua Mỹ hả? Phản chửi ông tổng thống Donald Trump, phản đó là các chế độ chính sách của ông Donald Trump. Rồi sao? Bị người ta chửi nè, bị người ta tẩy chay nè. Bị người ta tẩy chay nè. Đó, xóa luôn. Trời ơi, đứng tưởng ngon hả? Tưởng ngon đứng trước mặt tổng thống Donald Trump chụp hình tưởng ngon hả? Gạch chéo mà luôn. Nấm độc không xứng đáng đứng bên tổng thống Donald Trump. Cái bản thân mình sống ở cái bản thân của mình sống ở bên nước Mỹ á, sống còn chưa xong, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, thọc cái mỏ về nước Việt Nam nói về chuyện Lê Tùng Vân. Mẹ nấm đã hứng một núi gạch đá chửi bới một phần lớn là cả mấy kẻ hôm qua còn là đồng bọn á. Họ gọi Quỳnh là nấm độc đó, nấm độc bản chất điếm đàn lưu manh phản quốc vô đạo. Trời ơi chết mẹ rồi, đi qua Mỹ còn bị bên Mỹ người ta chửi gì, thứ gì còn. Như tôi chết, như tôi lấy cái quần tôi đội lên đầu rồi. Trời ơi, mày đặt ở bên Mỹ còn bị người ta chửi như vậy, rồi về Việt Nam chỏ cái mỏ về Việt Nam. Tôi nói thiệt á, chính quyền nước Việt Nam còn hiền á nha, có thiệt Minh Tùng nói thiệt, chính quyền nước Việt Nam còn hiền á, chính quyền nước Việt Nam mà chính quyền nước Việt Nam là còn nhân đạo á nha, chính quyền nước Việt Nam mà còn nhân đạo á nha. Chứ tôi á, xin lỗi, với tôi mà là chính quyền nước Việt Nam, tôi đưa mẹ nắm ra ngoài đảo á, với tôi làm gì không? Tôi bắt đập đá, đập đá phải là chơi đập đá nha, cho cây búa có mỗi một ngày nó cho lên trên núi đập đá sáng đập cho tới tối rồi về, chứ không có cho mở trong buồng lao động đi lao động nhẹ. Tôi mà chính quyền Việt Nam là mấy người mà chống đối chế độ chính quyền Việt Nam, chống đối xã hội Việt Nam là tôi cho đi ra ngoài đập đá, tôi cho cây búa, giác cây búa lên đi đi mà đập đá
Đó, cô chú thấy không? Đó, bởi cái bản chất con người là vậy đó. Ở Việt Nam ta phản rồi nè, ta chống đối chính quyền rồi, đi qua tới Mỹ cũng vậy, bắt đầu chỗ mỏ về Việt Nam, Lê Thanh Minh Tùng như thế này, Lê Thanh Minh Tùng như thế kia, ông Lê Tùng Vân như thế này. Mày ở Mỹ thì lo, ở bên Mỹ còn bị chúng chửi, bị chúng đuổi, bị chúng chửi như con, như là con kỳ kỳ gì á, mày đặt ơi lên mạng cái ngồi xin thế này như thế kia, ở nước Mỹ nó chửi như con chó vậy á. Mà bắt đầu chỏ mỏ về nước Việt Nam, mày có ngon Việt Nam mày ngồi mày nói hả? Nè, để đọc tiếp cho cô chú nghe, nghe những cái bài viết mà nó chửi những người bên Mỹ, nó chửi mẹ nắm như thế nào. Vừa lòng, vừa lòng tôi lắm ha. Ghẹo, đừng có ghẹo cái miệng của Tùng, Tùng nói rồi, đừng có ghẹo Minh Tùng phải lắm. Trời ơi, mấy đứa mình nào phản động mà nói tới tôi khoái lắm, chúng gãi đúng chỗ ngứa của Minh Tùng luôn ha. Tao rồi, họ gọi Quỳnh là nấm độc ở bên Mỹ á, bên Mỹ gọi á chứ không phải bên Việt Nam nha. Họ gọi Quỳnh là nấm độc, bản chất điếm đàn, lưu manh, phản quốc, vô đạo. Họ coi chị ta là kẻ vong ơn bội nghĩa, bản thân và gia đình đang ăn bám vì hàng tháng vẫn hỗ trợ cấp của nước Mỹ. Trời ơi, tao tưởng tao qua Mỹ làm gì lớn lao lắm, đi xe hơi Mercedes, đi xe hơi Bentley, Cadillac rồi ha, ở nhà biệt thự ổ đồ. Trời ơi, qua Mỹ làm gì? Nhận tiền hàng tháng trợ cấp của nước Mỹ. Trời ơi, nhận tiền hàng tháng của người ta mà đi ra chửi chế độ người ta, chửi chính quyền người ta. Bởi tao nói cái thứ phản phúc là vậy á, cái thứ ăn rồi ăn cháo đá bát. Tổng thống Donald Trump là người ký lệnh cho mẹ nắm đi qua bên Mỹ đó, ông ký vô, ký cho cố vô. Nó ký xong gì, ký rước nguyên con phản phúc về bên Mỹ, nó chửi lại ổng luôn, ký giấy xong về bển chửi ổng luôn đó. Này, chỉ rõ chị ta không phải là công dân Mỹ nên không có tư cách để nhận xét về nước Mỹ và tổng thống Mỹ, và họ đổi họ và họ bình luận đổi năm tù đổi đổi 2 năm tù lấy 4 2 năm tù lấy 4 vé đi Mỹ thì quá rẻ. Một nhà dân chủ trong nước thì xỏ xiên, mình thì đầy ghẻ lở gian mai, HIV ung thư từ các bộ phận của cơ thể cho đến đại não, không lo chữa trị mà đi soi từng cái nói của người khác. Chết mày chưa, cho mày chưa, mày chưa chưa con mẹ nắm hả? Gian mai ghẻ lở HIV ung thư từ các bộ phận cơ thể cho đến đại não, không lo chữa trị mà đi soi từng cái nốt ruồi của người khác. Cái bản thân của mình sống thì thua một cái con kiki, ăn tiền hỗ trợ của nước Mỹ đổi mấy cái vé đi qua Mỹ, qua Mỹ xong chửi ngược lại cái người đưa mình đi qua bển. Thứ gì chứ không phải thứ người. Một kẻ từng được Quỳnh ủng hộ khi đang phải đi tù cũng chỉ rõ Quỳnh không trưởng thành về chi trị về về chính trị. Cô biết cô là ai không? Và trả lời cô đang mang thân phận lưu vong đúng nghĩa. Chết mày chưa, cho mày chừa con mẹ nắm, cho mày chừa đó, cho mày chừa. Mày tưởng mày ngon á? Trời ơi, ở Mỹ giọng cái mỏ về Việt Nam, ở nước Mỹ chở cái mỏ về Việt Nam, chửi Minh Tùng, nói những người này người kia, đàn áp ông Lê Tùng Vân, chửi thám tử cao đồ. Cho mày chết bà mày chưa hả? Mày tưởng mày ở Mỹ mày ngon hả? Mày nói ở đây nước Việt Nam người ta không biết hả? Để Minh Tùng gán lên, Minh Tùng tìm ra cái clip mà có cái chú lớn tuổi lắm, cái chú ấy chạy cái xe 4 chỗ, trời ơi, chửi mẹ nắm không còn cái gì luôn, chửi mẹ nắm. Mà Minh Tùng nói thiệt với tôi, như mẹ nắm tôi đội cái quần lên trên đầu chứ tôi khỏi, vậy mà còn vác cái mặt ra chỏ mỏ về nước Việt Nam nói chuyện đó. Nè, riêng ông Minh Giang, luật sư người Mỹ gốc Việt nha, qua trực diện TV thì nhận xét với cung cách nói năng như thế, Quỳnh trước đây bị nhà nước Việt Nam xử tội thì không có gì sai. Chơi chưa? Đó, hồi xưa người nước ngoài á, người xưa người hay hồi xưa người nước ngoài á, ngày xưa người nước ngoài á thì họ nói rằng là hồi ngày xưa ở nước ngoài á, họ nói rằng là Việt Nam mình á, xử mẹ nắm là bị quan, là kêu bằng là đàn áp mẹ nắm, vu khống mẹ nắm.
Nhưng mà sau khi mẹ nắm đi qua Mỹ rồi đó, thì chính những người ở bên Mỹ, những người mà trước đây ủng hộ cho con mẹ nắm này là chống đối chính quyền Việt Nam, người ta phải quay lại, người ta nói một câu như thế nào: Việt Nam xử tội con mẹ nắm là đúng, không có bị quan. Chết mày chưa, cho mày chưa hả, chết mày chưa mẹ nắm. Chết mày chưa, cho mày chưa, cho mày chửi tao hả. Bây giờ chính người Mỹ, chính luật sư ở nước Mỹ luôn, người Mỹ gốc Việt luôn, người ta nói Việt Nam mình xử tội con mẹ nắm này là đúng, không có bị quan. Phải rồi, ăn cơ ở nước Việt Nam thì chửi chính quyền Việt Nam, qua tới bên Mỹ nhận tiền hỗ trợ của Mỹ hàng tháng của ông Donald Trump, quay ra chửi ông Donald Trump. Ta nói cái thứ đi tới đâu phản tới đó hả, chi vậy, nói chi vậy, ghẹo Minh Tùng chi vậy mẹ nắm ha. Thôi à, như đây thôi, được rồi, tôi trả lời cho, tôi trả lời cái bài mà mẹ nắm nói Minh Tùng vậy thôi nha. À, tôi nói rồi, ở nước Mỹ á, lo chuyện nước Mỹ đi ha, ăn cơm nước Mỹ, lo ăn cơm nước Mỹ đi đó, lo mà coi ấy rồi quỳ lỗi xin lỗi dân chúng ở nước Mỹ đi, xin lỗi ông Donald Trump đi. Trời ơi, người ta đưa mình qua bên đó, người ta nuôi mình, người ta hỗ trợ cho mình. À, hỗ trợ ăn tiền hỗ trợ hàng tháng mà đi quay ra chửi người ta, và cái thứ đó mà bày đặt lên lên giải đời Minh Tùng, lên giải đời những người mà làm câu chuyện Lê Tùng Vân, nhục không? Chứ tôi thấy nhục lắm á, nghe mày nắm hả. À, tôi thấy ở bên Mỹ mình đặt chỏ cái mỏ về Việt Nam, ở bên Mỹ nó chửi như con chó, chỏ mỏ về Việt Nam, nói về ngon về Việt Nam, ngồi nói như Minh Tùng nè, con quỷ con mẹ nắm. Con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hả, phản động đó. Mẹ nắm pin Lê Tùng Vân biếu mẹ nắm, biểu mẹ nắm gửi tiền về cho Lê Tùng Vân xây nhà đi ha. À, đó, tôi sáng nay tôi chỉ làm cái clip ngắn gọn nhẹ nhàng gửi cho mẹ nắm à, cho tụi bay chùa. Ghẹo, tụi ghẹo Minh Tùng, tôi đâu có tội dạ gì, tôi đi trả lời đối đáp với mấy người. Nhưng mà hôm nay tôi đối đáp mẹ nắm là tại vì tôi ghét mẹ nắm. Nói chung tôi mà nghe tới phản động là tôi ghét rồi, tưởng thẳng vậy đó, không ưa hả. Không, mà con mẹ nắm độc này thì khỏi cần BBA, tại vì con mẹ nắm độc này thì ai cũng biết rồi hả. Thì cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và mọi người đã vào xem cái live buổi trưa ngày hôm nay nha. Rồi, chúc các cô chú, anh chị và mọi người một ngày vui vẻ. Chào tất cả các cô chú. Anh chị và mọi người nha.